Xin chào, câu chuyện mà mình muốn kể cho các bạn ngày hôm nay diễn ra ở tỉnh Saitama, Nhật Bản. Tỉnh Saitama là một tỉnh nằm ở phía đông nam của Nhật Bản, nằm trong vùng đô thị lớn Tokyo. Ở phía đông nam của tỉnh Saitama có một thành phố mang tên Misato, cách Tokyo khoảng 20 km và có diện tích 30.000 km². Và câu chuyện ngày hôm nay diễn ra tại đây. Nhân vật chính của câu chuyện là Junko Furuta, sinh ngày 18 tháng 1 năm 1971. Thời điểm xảy ra câu chuyện, cô mới 17 tuổi và đang là học sinh của trường trung học Yasuo Minami, tỉnh Saitama. Cô có tính cách vui vẻ và vẻ ngoài ngọt ngào, rất được các học sinh khác trong trường yêu mến. Cha của cô là giám đốc kinh doanh trong một nhà máy đồ hộp, còn mẹ là một bà nội trợ. Ngoài cha mẹ ra thì cô còn có một người anh trai và một cậu em trai. Điều kiện của gia đình không khá giả, kinh tế do một mình người cha gánh vác. Để giảm bớt gánh nặng cho cha, Junko đã quyết định đi làm sau khi tốt nghiệp cấp 3. Ngoài thời gian đi học ở trường, cô còn làm nhân viên bán hàng trong một cửa hàng đồ gia dụng hoặc đóng gói trong một nhà máy nhựa để đỡ đần thêm cho gia đình. Đến thời điểm sắp tốt nghiệp cấp 3, cô đã xin phỏng vấn ở một công ty và xuất sắc vượt qua bài tuyển chọn. Sau khi tốt nghiệp, cô có thể đến công ty để bắt đầu làm việc. Đây giống như là một hành trình mới trong cuộc đời của cô. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng, vào một hôm trên đường đi làm thêm về, cô đã gặp phải một con quỷ. Và những gì đã xảy ra sau đó khiến ai nghe xong cũng cảm thấy xót xa. Vậy, chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 25 tháng 11 năm 1988. Ngày 25 tháng 11 năm 1988, đó là một ngày thứ 6 đẹp trời. Như thường lệ sau giờ học, Junko đã đến làm việc bán thời gian tại một nhà máy nhựa. 20:20, Junko hoàn thành công việc và bắt đầu ra về. Cô ấy xách cặp lên và đạp xe đi về hướng nhà của mình. Trên đường chỉ có một vài ngọn đèn đường và hầu như không có người đi bộ. Đột nhiên, một người đàn ông lạ mặt đi xe máy chạy tới phía sau và đá mạnh vào cô, khiến cho cả người cả xe ngã lăn xuống đất. Trước khi cô kịp phản ứng thì người đàn ông trên xe máy đã nhanh chóng bỏ chạy. Ngay khi cô đang cố gắng đứng dậy thì có một cậu thanh niên đã tiến đến giúp đỡ và bảo rằng gã vừa rồi là người của thế giới ngầm, hắn đang theo dõi cô đó. Sau đó, anh ta còn bảo thêm rằng có thể hắn ta sẽ quay lại làm hại cô, điều đó rất nguy hiểm và anh ta có thể hộ tống cô về nhà cho yên tâm. Junko lúc đó vừa ngã xuống vẫn còn chóng mặt. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô cảm thấy rằng chàng trai trước mặt mình là một người tốt. Vì vậy, cô đã dắt bộ chiếc xe và đi khập khiễng theo sau anh ta. Đi được một lúc, thấy vị trí hẻo lánh và không có người, anh ta dừng lại bảo với cô rằng anh ta cũng là một thành viên của băng đảng địa phương và người đàn ông trên chiếc xe máy vừa rồi là đồng phạm của anh ta. Anh ta có tên Hiroshi Mizano, 18 tuổi và hiện đang nghỉ học ở nhà. Anh ta sau đó đã tấn công cô và bảo rằng nếu cô chấp nhận qua đêm với tôi thì tôi sẽ để cô đi, nếu không cô sẽ chết. Cuối cùng, vì quá sợ hãi nên Junko đã đồng ý với yêu cầu của anh ta. 21:50, Hiroshi đưa cô đến một khách sạn gần đó rồi giở trò đổi bại với cô. Tuy nhiên sau đó, anh ta đã không giữ lời hứa thả cô về nhà. Thay vào đó, một ý tưởng độc ác hơn đã nảy sinh. Anh ta đã hẹn 3 đồng phạm khác đến tập trung tại một công viên. 3 người đó là Jo Ogura, Shinji Minato, Yasushi Watanabe. Đây cũng chính là người đi xe máy đá vào người Junko. 3 giờ, 3 thanh niên lái ô tô đứng chờ trước ở công viên. Không lâu sau, Hiroshi đã đưa Junko đến gặp mặt. 4 người lục soát cặp sách của cô và tìm thấy một cuốn sổ nhật ký với địa chỉ nhà của cô ở trong đó. 4 người họ đe dọa là sẽ đến tận nhà để sát hại cả gia đình cô nếu cô dám bỏ trốn. Junko vô cùng sợ hãi, nghĩ rằng bên kia có thể thực sự sẽ làm điều đó. Vì vậy, cô đã phải ngoan ngoãn nghe theo lời họ. Sau một hồi bàn bạc, nhóm 4 người quyết định đưa cô về nhà của Shinji. Nhà của anh ta ở khu Ayase, phường Adachi, Tokyo. Nhà của Shinji là một ngôi nhà 2 tầng, bên ngoài có cột điện.
anh ta thường trốn dân mạng đến phòng của mình trên tầng 2 qua đường cột điện. Gia đình Shinji có 4 người, ngoài bố mẹ ra, anh ta còn có một người anh trai. Bố mẹ hắn sống ở tầng 1, còn hắn và anh trai sống ở tầng 2. Vào sáng sớm ngày hôm đó, bốn người họ đã đưa Junko lên phòng ngủ trên tầng 2 và giam giữ cô. Thời điểm đó, cha của Shinji vừa đi du lịch, trong nhà chỉ còn lại mẹ và anh trai. Lúc đầu, họ lo lắng rằng Junko sẽ quậy phá nên đã chăm sóc cô rất chu đáo và nhiệt tình. Còn Junko thì cảm thấy rằng bốn người họ sẽ để cô đi sau một thời gian. Vì vậy, cô đã không cố gắng dùng sức để bỏ trốn. Ngày hôm đó, Hiroshi lo ngại rằng cha mẹ của Junko sẽ báo cảnh sát vì không tìm được con gái. Vì vậy, hắn đã yêu cầu cô gọi điện về nhà và bảo rằng gần đây cô thấy tâm trạng của mình không được tốt nên đã đến ở nhờ nhà một người bạn. Cô cần có một không gian riêng, mong cả nhà đừng quá lo lắng. Qua điện thoại, bố mẹ của Junko không phát hiện ra điều gì bất thường. Họ nghĩ con gái mình đang ở nhà bạn nên đã không báo cảnh sát. Hai ngày sau, đến ngày 28 tháng 11, bốn người họ cảm thấy chán nản nên muốn tìm thứ gì đó vui vẻ hơn. Vì vậy, họ đã gọi thêm hai người bạn khác đến nhà để tham gia cuộc vui. Vì tiếng ồn trên phòng quá lớn, điều đó đã thu hút sự chú ý của cha Shinji, người mới trở về sau chuyến đi du lịch. Sau khi được hỏi, Shinji đã bảo rằng Junko là bạn gái mới của hắn ta và yêu cầu ông đừng làm phiền họ. Sau đó, cả sáu người đàn ông lao vào giờ trò tập thể đối với cô. Vì quá sợ hãi nên Junko cố gắng chịu đựng. Điều đó khiến cho nhóm 6 người cảm thấy rất hài lòng. Vài ngày sau đó, Junko liên tục bị họ lấy ra làm trò vui. Một hôm, khi mẹ của Shinji lên tầng 2 để dọn phòng, thì vô tình nhìn thấy Junko ở đó. Bà biết con trai dẫn gái về nhà từ trước đó, nhưng không ngờ cô gái vẫn ở đó. Vì vậy, bà đã yêu cầu Junko nhanh chóng về nhà. Tuy nhiên, vài ngày sau, bà vẫn thấy Junko ở trên tầng 2 nên đã yêu cầu cô về nhà. Sau đó, bà cũng mặc kệ, không chất vấn con trai. Thời điểm đó đang là tháng 12, thời tiết bên ngoài rất lạnh. Bốn thanh niên thường xuyên tụ tập tại nhà của Shinji để vui chơi. Họ còn bắt Junko cởi bỏ quần áo và nhảy theo điệu nhạc. Thậm chí, họ còn bắt cô không mặc gì đứng ở ngoài ban công trên tầng 2. Điều đó đã khiến cô ngất đi vì quá lạnh. Thời gian tiếp theo, Junko liên tục chịu đựng những yêu cầu quá đáng không thể diễn tả được của bọn họ. Để ngăn cho cha mẹ của cô gọi cảnh sát, Hiroshi thỉnh thoảng lại yêu cầu cô gọi điện về nhà để cha mẹ không phải lo lắng. Bọn họ thấy cô ngoan ngoãn, rất nghe lời nên càng để đọa cô nhiều hơn. Khi thấy mệt thì một trong bốn người họ sẽ ở lại chăm sóc cho Junko. Những người còn lại thì ra ngoài kiếm đồ ăn mang về, rồi lại tiếp tục cuộc vui đối với cô khi quay trở lại. Hiroshi thậm chí còn dùng máy quay để ghi lại các khoảnh khắc đó rồi bắt Junko xem. Một hôm, Hiroshi đã nói dối với Junko rằng cha của cô đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Thấy sự buồn bã của cô, hắn lấy đó làm niềm vui rồi bảo chỉ đùa mà thôi. Cả nhóm tiếp tục dùng những lời lẽ tương tự để hành hạ trái tim của cô. Trong thời gian đó, một thành viên trong nhóm có ý định tìm cách thả cô đi nhưng đã bị phát hiện và bị cả nhóm cảnh cáo. Sau đó, cả nhóm lại tiếp tục vui vẻ với cô. Thời điểm đó, Junko đã không chịu đựng được mà kêu cứu. Cha mẹ của Shinji ở tầng dưới nghe thấy tiếng động nhưng không lên ngăn cản vì họ sợ đám thanh niên đó. Đến ngày 7 tháng 12 năm 1988, ngày thứ 13 bị giam giữ, 6 người đàn ông vì thức khuya nên đã lăn ra ngủ ly bì. Trong khoảng thời gian vừa qua, Junko đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ về cả tinh thần lẫn thể xác. Nhưng cô vẫn gắng gượng mặc quần áo chạy xuống tầng 1, tìm đến điện thoại và gọi cảnh sát. Nhưng trước khi cô kịp giải thích kỹ tình hình với cảnh sát, thì Hiroshi đã ở ngay phía sau. Hắn ta tức giận với hành vi của cô, hắn lập tức cúp điện thoại và kéo cô trở lại tầng 2. Sau đó, hắn quay lại gọi cho tổng đài và bảo rằng vừa rồi chỉ là một trò đùa của những người bạn mà thôi. Tiếp đến, hắn chạy lên tầng rồi dùng xăng đổ lên chân của cô và châm lửa đốt để trừng phạt. Kết quả là chân của cô bị bỏng và không thể đi lại. Những người khác thấy vậy cũng làm theo và đốt các bộ phận khác trên cơ thể của cô. Vết thương trên người của Junko bắt đầu mưng mủ và có mùi hôi do không được sơ cứu kịp thời. Cha mẹ của Shinji đã nhận thấy rằng tình hình ở nhà không ổn, nhưng sợ chọc giận đám thanh niên cho nên
họ đã nhắm mắt làm ngơ. Anh trai của Shinji cũng sống ở tầng 2 và anh ta cũng biết chuyện của Junko. Vì sợ hãi nên anh cũng không dám báo cảnh sát, chỉ thỉnh thoảng mang sữa, bánh mì và các đồ ăn khác cho cô. Junko không thể đi lại do bị bỏng ở nhiều chỗ. Cuối cùng, cô phải nằm trên sàn nhà và chỉ có thể đi vệ sinh ngay tại chỗ. Một số thành viên trong nhóm 6 người họ thường coi căn phòng đó là nơi ăn trốn ở, và điều Junko vừa làm khiến họ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Họ thậm chí còn ép cô ăn lại phân của mình. Dần dần, thức ăn họ cung cấp cho cô ngày càng ít đi. Có khi một ngày chỉ được một hộp sữa, một vài mẩu bánh mì, có khi là nhịn đói. Hiroshi thậm chí còn đánh cô vì đi tiểu đa sàn nhà làm bẩn chân hắn. Họ liên tục tấn công vào mặt của cô, khiến cho khuôn mặt sưng tấy và biến dạng. Họ rất thích thú về điều đó. Lúc đó, Junko đang trong tình trạng hấp hối. Đối với bọn họ thì Junko chỉ là một thú vui để giải tỏa ham muốn mà thôi. Nhưng giờ cô đã bẩn thỉu, hôi hám và không thể đáp ứng nhu cầu của họ. Tuy nhiên, họ không hề muốn thả cô đi, vì như vậy họ sẽ bị cảnh sát bắt giữ. Sau đó, một kế hoạch thậm chí còn nham hiểm hơn đã được hình thành trong đầu họ. Ngày giam giữ thứ 41. 6:30. Hiroshi đến nhà của Shinji với vẻ mặt tức giận. Hắn đã thua hơn 100.000 yên vì chơi mặt trược đêm qua nên cảm thấy chán nản. Khi nhìn thấy Junko nằm trên sàn nhà bẩn thỉu và hôi hám, hắn lại dùng sức xả giận lên người cô. Lúc đó, ý thức của Junko đã ở trong tình trạng mơ hồ, thậm chí còn khó có thể phát ra âm thanh. Bàn chân của cô cũng không thể cử động vì bị thối rữa nên chỉ có thể bị người khác thao túng. Sau khi tấn công cô, Hiroshi vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Hắn liền tìm đến một cục tạ tròn, trên đầu gắn một thanh sắt nặng 1,7 kg. Bọn họ liên tục dùng cục sắt đó tấn công vào bụng của cô trong 2 giờ đồng hồ. Sáng ngày hôm sau, ngày 5 tháng 1, bọn họ phát hiện ra Junko đã qua đời. Bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống như vậy. Hiroshi đã tìm đến một chiếc xe tải từ nơi làm việc trước đây của mình và lấy trộm thêm một ít cát vàng, xi măng và gạch từ một cửa hàng vật liệu xây dựng ở gần đó. Ngoài ra, hắn còn trộm thêm một chiếc thùng sắt có đường kính 60cm và cao 90cm từ công trường. Đầu tiên, họ bọc Junko vào trong chăn rồi cho vào vali. Sau đó, họ lái xe mang chiếc vali đến một bãi đất trống rồi đặt cô vào trong thùng sắt. Hiroshi là người rất tin vào tâm linh. Hắn sợ rằng Junko sẽ biến thành ma và quay về để trả thù hắn. Vì vậy, hắn đã đặt thêm một cuộn băng video vào trong thùng. Bên trong là một bộ phim truyền hình Nhật Bản có tên Chuồn Chuồn. Đây là một bộ phim truyền hình Nhật Bản yêu thích nhất của Junko. Trong thời gian bị giam giữ, Junko thường hay nhắc đến bộ phim trên. Sau đó, cả nhóm người trộn xi măng rồi đổ đầy vào trong thùng. Cuối cùng, dán chặt bằng băng keo. 20 giờ. Cả nhóm lái xe đến vịnh Tokyo và muốn ném chiếc thùng xuống biển. Nhưng do tắc đường, họ sợ cảnh sát giao thông tiến đến kiểm tra, nên họ đã đổi hướng di chuyển tới công viên ven biển Wakasu gần vịnh Tokyo, rồi ném chiếc thùng vào một bãi cỏ ở bên đường. Để tiêu hủy chứng cứ, bọn họ rửa chiếc xe rất sạch sẽ, cuối cùng trở về nhà của Shinji và phá hủy những thứ có liên quan từ Junko. Đến ngày 23 tháng 1 năm 1989, 18 ngày sau khi Junko qua đời, Hiroshi và Ogura đã bị cảnh sát bắt giữ vì từng giở trò đồi bại với một cô gái. Lúc đầu, họ cứ tưởng cảnh sát đã tìm thấy xác của Junko nên đã khai ra một số chi tiết về cô. Mãi về sau, họ mới biết rằng mình bị bắt vì một vụ án khác. Cả hai sau đó đã thú nhận tội danh của mình với vụ việc đang điều tra và bị giam giữ tại trại giam vị thành niên ở quận Nerima, Tokyo. Dựa vào lời khai, cảnh sát cảm thấy nghi vấn và cho rằng có thể bọn họ còn liên quan đến vụ án khác nên đã tiến hành khám xét nơi ở của hai người. Ngày 29 tháng 3 năm 1989, 2 tháng sau khi Junko qua đời, hai điều tra viên đã có mặt tại nhà của Hiroshi và tìm thấy một số quần áo lót của phụ nữ. Vì vậy, họ cho rằng hắn có liên quan tới một số vụ việc khác. Ngày sau đó, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn riêng đối với Hiroshi và Ogura. Trong quá trình thẩm vấn, Hiroshi cứ tưởng rằng Ogura đã kể về cái chết của Junko nên đã trực tiếp thừa nhận và kể hết lại toàn bộ câu chuyện. Đến ngày hôm sau, ngày 30 tháng 3 năm 1989,
vụ án chính thức được điều tra. Theo địa điểm do Hiroshi cung cấp, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc thùng sắt. Junko được tìm thấy trong tình trạng đang phân hủy, không thể nhận dạng. Cuối cùng, cảnh sát đã xác nhận danh tính của cô thông qua so sánh dấu vân tay. Qua khám nghiệm pháp y thì cho thấy mặt của cô bị biến dạng, răng trong miệng bị gãy gần hết, ngực có nhiều kim thép, thành ruột bị vỡ, tóc bị xé toạc chỉ còn lại da đầu, tử cung bị dị vật phá mất hình dạng, một số mảnh thủy tinh cũng đã được tìm thấy ở bên trong. Cô ấy đang mang thai. Thông qua vị trí của gọi mà Junko đã gọi cho cha mẹ, cảnh sát đã tìm đến nhà của Shinji và thành công bắt giữ nhóm thanh niên bao gồm cả anh trai của Shinji. Do đó, nhóm 7 người đã bị xét xử. Trong 4 người ban đầu thì Hiroshi là thủ phạm chính. Những người họ đều ở độ tuổi từ 16 đến 18. Đây là một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng về tội phạm trẻ vị thành niên. Cảnh sát sau đó đã điều tra sâu hơn về lý lịch của từng người thì biết được rằng nghi phạm Hiroshi 18 tuổi, cha hắn là giám đốc chứng khoán và mẹ là giáo viên dạy piano. Hoàn cảnh gia đình tương đối khá giả. Do ba mẹ bận công việc nên hắn đã được bà ngoại nuôi lớn từ khi còn nhỏ. Đến khi tốt nghiệp tiểu học thì Hiroshi mới về ở cùng cha mẹ. Bởi vì không được chăm sóc từ khi còn nhỏ nên mối quan hệ giữa Hiroshi và cha mẹ không hề tốt. Để bù đắp cho mối quan hệ cho Hiroshi, cha mẹ hắn đã bỏ qua các sai lầm và cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu vật chất và tài chính cho hắn. Ở trường trung học, hắn đã thi vào khoa judo của trường và học được một số kỹ năng chiến đấu, thứ mà hắn thường dùng để bắt nạt các bạn cùng lớp khác. Tháng 3 năm 1988, Hiroshi bỏ học cấp 3 và tham gia vào với các thành phần xấu trong xã hội. Sau khi nhìn thấy điều đó, gia đình hắn đã yêu cầu hắn tránh xa với những người đó và bắt hắn về làm việc cho một công ty vật liệu xây dựng. Nhưng hắn hoàn toàn không nghe theo lời sắp xếp đó. Trong cuộc cãi vã kéo dài, hắn thậm chí còn đánh mẹ mình. Người cha phát hiện đã lập tức đuổi hắn ra khỏi nhà. Sau đó, hắn đã tập hợp một nhóm thanh niên phạm pháp đã bỏ học và thành lập một tổ chức có tên là Hiệp hội Thanh niên Cực đoan. Hắn trở thành trùm của băng đảng và sống nhờ tống tiền và cướp của. Nghi phạm Joe Ogura, 17 tuổi, là đàn em của Hiroshi. Cha là công nhân vận tải, mẹ làm việc trong khách sạn. Cha mẹ hắn ly hôn khi hắn mới học lớp 3. Sau đó, hắn về sống cùng với mẹ. Ở trường trung học, hắn đã gặp được Hiroshi và nhanh chóng bỏ học rồi tham gia tổ chức do Hiroshi thành lập. Nghi phạm Shinji Minato, 16 tuổi, bố là giám đốc hành chính của bệnh viện, mẹ là y tá. Ở nhà, bố mẹ hắn thường xuyên cãi vã. Sau mỗi lần cãi vã, người cha lại chút giận lên hắn và anh trai. Việc lớn lên trong một môi trường như vậy khiến cho tính tình của hắn ngày càng trở lên cáu kỉnh và thường xuyên tấn công bạn cùng lớp. Và một ngày, anh trai của Shinji bị người ta ăn cắp xe máy. Để lấy lại chiếc xe, hắn đã nhờ Hiroshi giúp đỡ. Hai người dần dần trở thành bạn tốt của nhau. Đôi khi, để khỏi bị cha đánh, hắn đã rủ nhóm bạn của Hiroshi đến nhà chơi. Cha của Shinji rất khó chịu với nhóm người đó, nhưng cũng không dám làm gì bọn họ. Theo thời gian, người cha cũng mặc kệ Shinji. Mẹ của hắn thì cũng bất lực vì điều đó và cũng không can thiệp nhiều. Yasushi Watanabe, 17 tuổi, cha mẹ ly hôn từ khi hắn còn nhỏ. Hắn sống với mẹ và chị gái. Người mẹ làm việc trong một thẩm mỹ viện, thường rất bận rộn với công việc. Sau khi vào học cấp 2, Hiroshi đã theo đuổi chị gái của Yasushi. Thế là hai người quen biết nhau. Sau khi Junko được xác nhận là đã qua đời, gia đình đã tổ chức tang lễ cho cô. Một trong những người bạn cùng lớp đã viết thư chia buồn rằng: "Thật không ngờ chúng mình lại gặp cậu trong hoàn cảnh như vậy. Cậu chắc chắn đã trải qua rất nhiều khó khăn. Chúng mình sẽ không bao giờ quên cậu. Hiệu trưởng đã trao cho cậu bằng tốt nghiệp. Chúng mình đã tốt nghiệp cùng nhau. Tất cả mọi người sẽ luôn ở bên cậu. Hy vọng cậu sẽ không phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Xin hãy yên nghỉ." Thông thường, những vụ án do trẻ vị thành niên ở Nhật Bản sẽ được xử lý bởi tòa án vị thành niên. Nhưng do trường hợp trên quá nghiêm trọng, nên vụ án đã được giao cho tòa án quận Tokyo để xét xử. Bên công tố đã đệ đơn kiện 4 người họ với tội danh giam giữ trái phép, cố ý giết người và bỏ xác. Vào ngày 31 tháng 7 năm 1989, vụ án chính thức được đưa ra xét xử tại tòa án quận Tokyo. Bên công tố cho rằng
4 người đều là trẻ vị thành niên, nhưng với những việc mà bọn họ đã gây ra thì nên bị kết tội theo tiêu chuẩn của người lớn. Đây là một tội ác lớn và cực kỳ ghê tởm chưa từng xảy ra trong lịch sử Nhật Bản. Động cơ phạm tội của các bị cáo là tùy tiện. Đối với nạn nhân, cô ấy đã phải chịu đựng sự ngược đãi mà người bình thường không thể nghĩ tới. Tại tòa, 4 bị cáo tuy đã nhận tội, nhưng sau đó luật sư bào chữa đã cho rằng 4 bị cáo là trẻ vị thành niên và họ không có ý định sát hại Junko. Họ chỉ tiếp tục các hành vi tấn công cô ấy, chứ không phải là cố ý sát hại cô ấy. Đến ngày 21 tháng 5 năm 1990, sau 10 tháng dài xét xử, vụ án đã đi đến hồi kết. Hiroshi bị kết án 17 năm tù, Ogura bị kết án 5-10 năm tù, Shinji bị kết án 4-6 năm tù, Yasushi bị kết án 3-4 năm tù. 3 trong số 7 người còn lại là đồng phạm cũng bị giam giữ tại trại cải tạo dành cho trẻ vị thành niên. Bên công tố sau đó đã từ chối chấp nhận bản án và cho rằng bản án trên là quá nhẹ. Sau đó, họ đã kháng cáo lên tòa án tối cao Tokyo. Đến ngày 12 tháng 7 năm 1990, một năm sau, tòa án tối cao Tokyo đã đưa ra phán quyết. Ngoại trừ Ogura vẫn duy trì bản án cũ, thì mức án của 3 người còn lại đã được tăng lên. Hiroshi bị kết án 20 năm tù, Shinji bị kết án 5-9 năm tù, Yasushi bị kết án 5-7 năm tù. Tuy nhiên, bên công tố vẫn không hài lòng với sự phán quyết như vậy. Tòa án tối cao Tokyo đã đưa ra lời giải thích theo luật pháp Nhật Bản vào thời điểm đó rằng hung thủ trong vụ án đều ở tuổi vị thành niên nên được hưởng mức án khoan hồng. Sau khi tuyên án, cha mẹ của 4 bị cáo vị thành niên hy vọng rằng họ và các con của họ sẽ được quỳ gối xin lỗi người nhà của Junko, mong người nhà của Junko cho họ cơ hội cải tạo nhưng đã bị từ chối. Theo lệnh của tòa án dân sự, mẹ của Hiroshi đã bán nhà để lấy 50 triệu yên, khoảng 8,2 tỷ đồng theo giá hiện tại, để bồi thường cho gia đình của Junko thông qua luật sư. Cha của Ogura đã gửi một phần lớn thu nhập của mình vào tài khoản ngân hàng do luật sư quản lý. Cha mẹ của Shinji cũng biết về vụ việc, nhưng họ không bị buộc tội. Gia đình của Junko không hài lòng về việc đó, nên họ đã đệ đơn kiện dân sự chống lại cha mẹ của Shinji, và cha mẹ của Shinji cũng đã phải bồi thường cho việc làm của mình. Năm 1995, Yasushi, một trong 4 người đã được trả tự do sau khi mãn hạn tù. Do trong tù thường xuyên bị bắt nạt khiến hắn nảy sinh chứng sợ hãi con người. Sau khi ra tù, hắn ta trở thành một người nhút nhát chỉ biết ngồi ở nhà. Năm 1997, Shinji được trả tự do sau khi mãn hạn tù. Hắn rời khỏi thành phố Misato cùng gia đình nhưng không tìm được việc làm. Tháng 8 năm 2018, hắn lại bị bắt vì gây thương tích và bị kết án 18 tháng tù giam. Năm 1999, Ogura được thả tự do sau khi mãn hạn tù. Sau khi mãn hạn tù, hắn đã đổi tên thành Jo Kamisaku và kết hôn với một người phụ nữ ngay sau đó. Đến năm 2003, hắn lại bị cảnh sát bắt vì một tội danh khác và bị kết án 4 năm tù. Năm 2009, Hiroshi được tạm tha và đổi tên thành Yokozama Hiroshi sau khi ra tù. Đến năm 2013, hắn lại bị bắt vì tội lừa đảo. Vụ án trên là một trong những vụ án ghê tởm nhất trong lịch sử tội phạm vị thành niên ở Nhật Bản. 4 kẻ thủ ác đã phạm tội khi đang là trẻ vị thành niên. Sau khi ra tù thì họ vẫn tái phạm. Thậm chí trước khi tuyên án, họ còn thề hứa rằng sẽ không bao giờ phạm tội. Ngay sau khi vụ án được đưa ra, xã hội Nhật Bản đã bị bao vây bởi những cuộc tranh luận pháp lý về tội phạm vị thành niên. Có ý kiến cho rằng nên sửa đổi độ tuổi tối thiểu chịu trách nhiệm hình sự. Qua vụ việc trên thì có thể thấy việc trẻ vị thành niên phạm pháp có mối quan hệ rất sâu sắc với việc giáo dục của gia đình. Nếu kịp thời ngăn chặn hành vi đó, có lẽ thảm kịch như vậy sẽ không xảy ra. Mặc dù nhiều thập kỷ đã trôi qua, nhưng đây chắc chắn là một trong những trường hợp gây ám ảnh nhất trong lịch sử tội phạm Nhật Bản. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!